thì là vị thuốc đông y quý và những người không nên dùng. Thì là được biết đến là cây gia vị, đồng thời cũng là một cây thuốc quý trong đông y, được sử dụng rất phổ biến ở châu Á và vùng Địa Trung Hải. Ngoài các tên thì là, loại cây này còn có tên gọi khác là rau thìa là. Thì là một cây cỏ nhỏ mọc hàng năm, ít phần nhánh, thân nhẵn, cao khoảng từ 0,3 đến 1 mét. Lá có bẹ rất phát triển, phiến xẻ ba thành những phiến nhỏ hình sợi. Các lá ở ngọn tiêu giảm, không có cuống. Hoa màu vàng nhạt, mọc thành tán to, thường gồm 10 gọng. Không tổng bao và tiểu bao. Quả hình trứng, dài khoảng 3mm, rộng 1,5mm, dẹt ở lưng. Phân liệt quả tách nhau dễ dàng. Có ba sống dọc nổi. Thì là thường được dùng làm gia vị, quả làm thuốc hoặc hương liệu. Khi thu hái, quả phơi khô là có thể dùng được. Theo nghiên cứu, trong quả thì là có từ 3 đến 4% tinh dầu không màu hay hơi vàng nhạt, có lợi đối với sức khỏe. Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi thì quả thì là được dùng làm thuốc kích thích trung tiện, lợi sữa, chữa đau bụng ở trẻ em. Dùng dưới hình thức nước cất quả thì là mỗi ngày uống từ 50 đến 100g có tác dụng rất tốt cho việc tiêu hóa, hoặc dưới dạng thuốc pha thì từ 4 đến 8g trong 1 lít nước. Nếu dùng tinh dầu thì mỗi ngày khoảng 250mg đến 1g. Nhỏ vào đường hay vào nước đường để uống. Trong công nghiệp hương liệu, quả thì là được dùng để phối hợp với một số loại quả khác như mùi để làm thơm chè. Theo nghiên cứu, còn theo lương y Minh Chánh, thì quả thì là có tác dụng như điều trị khó tiêu, chướng bụng, nôn mửa, nấc bằng cách dùng 10g quả sắc uống hay dùng 10g sắc uống hàng ngày có tác dụng trị ít sữa. Để chữa viêm thận, sỏi bàng quang, sỏi thận, giã quả thì là 5g hãm như trà, uống 5-6 lần trong ngày. Trong trường hợp cảm lạnh, cúm hoặc viêm cuống phổi, dùng khoảng 60g quả chế trong nước sôi, lọc lấy nước hòa với mật ong, chia làm 3 lần uống trong ngày. Bên cạnh đó thì là còn có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Nó làm giảm đau trong các trường hợp đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi thiếu máu, cảm lạnh hoặc do có thai. Dùng 60g dịch chiết lá thì là trộn chung với một muỗng nước ép rau mùi tây, chia làm 3 lần uống trong ngày. Với trường hợp hơi thở có mùi hôi, nhai quả thì là mỗi ngày là liệu pháp đơn giản để cải thiện hơi thở, giúp hơi thở thơm tho hơn. Lương y Minh Chánh cũng cho biết vị thuốc này có tác dụng trong việc điều trị tăng huyết áp, sơ vữa động mạch dẫn tới nhức đầu khó ngủ bằng cách dùng thì là 5g giã nhỏ, sắc uống ngày 2 lần, uống liên tục trong nhiều ngày. Quả thì là và những người không nên dùng. Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe thì cũng có những trường hợp không nên dùng quả thì là. Đáng chú ý là phụ nữ đang mang thai, ở đối tượng này quả thì là có thể gây ra sẩy thai nên bạn tránh dùng. Những người dị ứng với các cây họ cà rốt cũng có thể bị dị ứng với thì là. Người bệnh đái tháo đường hay những người chuẩn bị phẫu thuật không nên dùng quả thì là. Riêng với những người chuẩn bị phẫu thuật nên ngưng sử dụng chiết xuất từ quả thì là ít nhất 2 tuần ngay trước lịch phẫu thuật. Vì việc sử dụng chiết xuất thì là có thể cản trở tới việc kiểm soát lượng đường trong máu hoặc sau khi phẫu thuật. Quan trọng hơn cả, bạn nên đến bệnh viện và các cơ sở y tế uy tín để khám và tư vấn điều trị, cũng như thầy thuốc, bác sĩ có trình độ chuyên môn, cũng như khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những bất thường trong cơ thể. Hy vọng với những thông tin trên đã mang đến những kiến thức hữu ích cho quý vị khán giả. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều hơn những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!